Hello anh em, nhận định nhanh thị trường chứng khoán ngày mùng 4 tháng 10 năm 2023. Ok. Hôm nay đầu phiên chúng ta làm một cái phiên giao dịch cũng tương đối là 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 sáng ra là anh em cũng thấy là nó lác giảm khoảng đâu đấy khoảng mấy chục điểm như phai an, chục điểm vậy. Mà thực tế là sáng nay chúng ta chỉ có một cái gáp về test lại vùng 1100, 1100 thậm chí là chưa về 1100, 1000 tức là 1000 thấp nhất là 1106 nhé chứ thực ra là không phải là trong ATO nó làm cho anh em quả anh em rất là khiếp đúng không nước ngoài hôm nay mua dòng nó mua dòng khoảng 80 tỷ ờ, thị trường hôm nay thì sáng ra thanh khoản khoảng 6.000 tỷ thanh khoản này cũng tương đối thấp nhé tương đối thấp nhưng với một cái phiên mà đáy mà hôm qua lại bị bán thì chúng ta không đòi hỏi là phiên này thanh khoản cao được hôm nay thanh khoản duy trì khoảng 15.000 tỷ là đẹp nhá Ok hôm nay là chúng ta chạm ngưỡng em200 Đây là một ngưỡng quan trọng mà cái ngưỡng này mình đã chia sẻ với anh em những phiên trước đó nó là ngưỡng quyết định cho cái xu thế của cả một cái chen dài từ đáy lên ở tối qua cũng đăng một cái lên like cũng chia sẻ rất là nhiều anh em đây là một mốc rất là quan trọng của nhiều cổ phiếu của cả thị trường của cả thị trường và của rất nhiều cổ phiếu Nếu hôm nay thị trường có cây phục hồi ở đây thì anh em có thể thấy này rất nhiều cổ sẽ tạo sẽ tạo những cái đáy rất là ok LSI này vCg này Lcg này, vgc này, rất nhiều cổ sẽ có những cái mẫu hình nó nó tương đối là ok nếu mà ngày hôm nay thị trường có một cái phiên phục hồi ở đây thì chúng ta cùng chờ xem là thị trường sẽ, sẽ phục hồi như thế nào nếu mà hôm nay thị trường có phiên phục hồi thì ngày hôm qua sẽ là một cái phiên mà gáp kiệt sức giống như hôm qua có chia sẻ mình thiên hướng về đó là gáp kiệt sức hơn thì ngày hôm qua là mở gáp sau đó cuối phiên thì giảm mạnh cuối phiên thì giảm mạnh ba hôm trước thì lại kiệt vôn thì chứng tỏ là hôm qua là một phiên ép bán, nếu hôm nay là một phiên hồi thì chứng tỏ hôm qua là một phiên ép bán rất là mạnh. thị trường sáng nay thì cũng có những cái sự gọi là hồi phục nhất định ở nhiều những nhóm ngành, đặc biệt là nhóm chứng khoán, nhóm đầu tư công cũng hồi. Đấy xong các nhóm khác cũng hồi tương đối nhẹ nhàng thôi, không phải là quá là kinh khủng. Chúng ta phải xem chiều ngày hôm nay nó như thế nào. Quan điểm của mình thì vẫn là cái mốc 1080 đến 1120 đây là một mốc quan trọng. Mà mình không cần biết là nó sẽ như thế nào nếu mà nó vi phạm 1080 tức là mình cho nó biên từ 1107 này về khoảng 20 điểm nữa khoảng quanh 20 điểm về đến 1080 nhưng còn nếu mà bung khỏi cái mốc 1080 này thì chắc chắn là mình sẽ có những cái hành động về xử lý hành động về xử lý của tài khoản trung hạn dài hạn mà đã mua từ tháng 3 tháng 4 rất nhiều tài khoản chỉ chịu được khoảng một cây đến một cây rưỡi nữa thôi nếu hôm nay là còn sàn nữa thì chắc là về bờ về bờ nói chung là hòa hòa vốn đấy mất lãi luôn đấy cái đoạn vừa rồi còn đối với những anh em đánh ngắn hạn thì anh em cứ lưu tâm giúp mình là cứ dưới 10% thì anh em muốn xử lý thì anh em có thể xử lý được còn nếu lớn hơn trên 10% thì anh em nên chờ cơ hội anh em trung bình giá trong hồi anh em bán cái này thì mình hướng dẫn liên tục qua các phiên rồi ví dụ như những phiên như ngày hôm qua hôm nay thì chắc chắn là không thể bán được rồi một là anh em chờ nó có gãy bung khoảng 1080 thì lúc đấy anh em tính toán chuyện anh em bán Hai là anh em phải nếu không gãy thì anh em chờ cơ hội để anh em trung bình giá hồi lên thì anh em hãy bán. nó phải dưới 10% chúng ta mới cắt trên 10% cắt sao được. Còn anh em muốn mua giai đoạn này thì tất cả chỉ dừng lại thăm dò thôi. Mình nói hôm qua rồi. Nó là cơ hội, nó cũng là nó là rủi ro nhưng nó cũng là cơ hội. Nhiều ông là chỉ bàn đến rủi ro thôi với ông lại một ông để chuyên bàn cơ hội hai ông này thì ngồi với nhau thì không bao giờ cùng mâm được khẳng định luôn không bao giờ cùng mâm được hai ông này ngồi với nhau chỉ có cãi nhau thôi vì thế nên là không người ở vị thế này không nói chuyện được với người vị thế khác Và tập trung vào vị thế của mình, tập trung vào kế hoạch hành động của mình Nếu hồi thì mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ giải ngân như thế nào đối với hành động trung hạn? Mình sẽ lấy thăm dò vị thế như thế nào? Và lấy con nào? Và khi nào thì mình gia tăng nên có những cái kế hoạch như vậy Thì anh em sẽ ok hơn Tức là dạng bây giờ thì anh em tập trung tất cả chỉ là mức thăm dò thôi còn khi mà gia tăng thì thị trường nó sẽ phải có những cái dấu hiệu nhất định thì chúng ta sẽ gia tăng ví dụ như là có những cái phiên mà xác nhận dòng tiền quay trở lại thì những cái này thì là những cái phiên hồi phục ngừng rơi thôi tại em 200 thôi chúng ta không thể nói đây là những cái phiên mà ở thị trường là ok được nhưng mà anh em có thể thấy là khi mà thị trường rơi về em hai trăm mà thủng cái đáy hôm trước nhưng mà rất nhiều những cái con khác dạng ssi này nó kéo xuất ngược trở lại như này thì có thể nó sẽ có hai đáy đây đúng không rất nhiều ông con đáy sau còn cao hơn đáy trước hút này nó không vỡ đáy này nhé đấy rất nhiều con nó không hề vỡ cái đáy dưới này chúng ta phải xem theo dõi rất là sát từng cái con cổ phiếu để đưa ra cái quyết định à, có thể là thị trường nó sẽ rung lắc tiếp ở cái khung 11 giờ bây giờ quay 11 giờ và chiều khoảng 2 giờ hy vọng là chúng ta sẽ có những một phiên giao dịch uh, tích cực tại vì hôm nay là cũng đến ngưỡng ngưỡng của nhiều cổ phiếu rồi ngưỡng của thị trường ngưỡng của nhiều cổ phiếu hy vọng điều đó xảy ra ok cảm ơn anh em rất là nhiều chúc anh em đầu tư luôn thành công và hẹn anh em buổi livestream tối nay trên youtube và tiktok anh đừng vịt bye bye